Jungle. Việt Nam chó bản địa, Mai Ngọc Sơn Hà Giang xin kính chào tất cả anh em đam mê dòng chó bản địa Bắc Hà Su. Hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2020. Ngày hôm nay, từ chuyên bản mông về xin được giới thiệu cho anh em một cá thể chó Bắc Hà Su đực đen tuyền không một sợi trắng. Chó được bắt tại bản mông nguyên chất hoang dã luôn. Cá thể chó Bắc Hà Su đực khoảng 2 tháng tuổi, chó được bắt tại bản mông nguyên chất hoang dã. Chó rất đẹp. Chó đốm lưỡi. Chân huyền đề. Cá thể chó Bắc Hà Su đực đen tuyền không một sợi trắng. Chó rất đẹp luôn, anh em chúng ta cùng quan sát tổng thể. Anh em chúng ta thấy rằng là những cái cá thể mà huyền đề đốm lưỡi thì đã là rất là hiếm rồi. Tuy nhiên là đối với lại những cái cá thể chó bản địa mà màu đen ấy thì thường thường là nó hay bị pha trắng ở ngực hoặc là bị lem chân tay. Nhưng đối với lại cái cá thể chó Bắc Hà Su đực này thì đen tuyền luôn, không một sợi trắng, đen bóng luôn. Anh em chúng ta cùng quan sát. Bản năng thì rất là hoang dã, không có gì phải bàn. Cá thể chó Bắc Hà Su được đen tuyền khoảng 2 tháng tuổi, chó đen tuyền. Chó được bắt tại bản mông nguyên chất hoang dã. Chó đốm lưỡi rất nhiều, anh em chúng ta thấy chưa? Chân huyền đề. Rồi anh em nào kết có thể liên hệ theo số điện thoại 0334827912 hoặc trên cộng nick Zalo 0334827912 để sở hữu được cá thể chó Bắc Hà Su đực đen tuyền, chó huyền đề đốm lưỡi. Chó được bắt tại bản mông nguyên chất hoang dã. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe và xin chào tất cả anh em đam mê dòng chó bản địa.